Xin được chào đón những người anh em. Buổi chiều ngày hôm nay thì cũng có một cái tí thời gian đấy anh em ạ. Thì tranh thủ thì đang làm một cái việc, đó là cho con ong nó ăn đấy anh em ạ. Và cái thứ hai nữa là những cái cảm nhận đầu tiên sau những cái ngày nuôi con ong Tây đây mọi người. Thế thì qua một số ngày nuôi rồi thì cho đến ngày hôm nay thì được ngày khoảng ngày thứ 5 rồi anh em ạ. Đấy. Thì mình sẽ có những cái cảm nhận đầu tiên về cái nuôi con ong này nha anh em nhé. Thực ra thì em cũng chưa bao giờ đâu. Tóm lại là bây giờ là mình nuôi thôi. Bắt đầu hành trình nuôi cái con ong này anh em ạ. Thì mình đã có những cái cảm nhận như thế này nha anh em nhé. Cái thứ nhất là em thấy nó rất là hiền lành mọi người ạ. Đấy. Cái cảm nhận đầu tiên là em thấy nó rất là hiền lành. Mình chỉ cần, nếu mà anh em chỉ cần một cái bình khói thôi thì nuôi ong cởi trần mặc quần đùi thoải mái anh em ạ. Nó lại không giống như cái con ong nội mình. Đấy. Đấy là cái cảm nhận thứ nhất. Cái thứ hai đây anh em này. Đấy, con ong nội thì mình cũng chưa thử cái bài này. Thế nhưng mà con này thì thực ra là bắt đầu mình thử đây. Thì hiện tại là bởi vì là nó mới về, cho nên là cái thứ hai nữa là em thì cũng đang có cái nhu cầu là mình muốn tăng cái số đàn nhanh, số lượng quần quân nhanh, cầu nhanh. Thế cho nên là mình phải cho nó ăn anh em ạ. Thế thì khi mình cho ăn thì mình cảm nhận được rằng là nó to, cho nên là đây này anh em thấy không? Vừa mới cho bằng cái thì mình cho luôn vào cái máng này nha anh em nhá. Đấy. Hôm nào để thử con ong nội xem nó như nào. Thế nhưng mà cái thử và cái con ong ngoại này thì mình thấy cái hiệu quả đầu tiên là cho vào này cái là bắt đầu nó lên nó ăn ngay anh em đây này. Đấy. Cái đàn này thì nó ít, thế nhưng mà cái đàn đây này. Cái đàn đây nha anh em nhá. Đây đàn này nó bắt đầu nó lên rồi đây này, nó ngửi mùi. Thế thì mình úp cái muôi lên kia cái là bắt đầu nó lên nó ăn rất là nhiều rồi anh em ạ. Đấy. Những cái đàn mà cho trước đây này anh em này là bắt đầu nó lên. Đấy, nó leo vào đây nó ăn này anh em này. Rất là ok luôn nha mọi người nhá. Đấy. Hoặc là ví dụ như là cái đàn đây, cái đàn này thế này. Đấy, nó văng ra nó ăn ngay. Thế cho nên là cảm nhận là cái việc cho ăn, cho uống đối với cái con ong này thì nói chung là nó cũng không có gì là khó khăn đâu anh em ạ. Mọi người thì bên kia thì cứ cho lên cầu, lên kia thì đầy cho thẳng vào máng luôn anh em ạ. Thế cho nên là đấy là cái mà cảm nhận nó rất là hay. Thế nên là qua đây thì mình thấy là sau cái thời gian mà mình trải nghiệm thì đánh giá có hai cái nhận xét như vậy. Thứ nhất là nó rất là hiền lành. Đấy, nó không đốt, nó không phải là nó không đốt, nó có đốt, thế nhưng mà chỉ cần một cái bình khói anh cái thì là nó chạy tụt xuống, cho nên là anh em cởi trần anh em làm được, nó không đốt anh em ạ. Đấy. Thì đấy là cái ưu điểm. Cái thứ nữa là đây này. Cái tốc độ nó đi làm rất là khủng khiếp nha anh em nhá. Nó lấy mật rất ổn luôn mọi người ạ. Thế còn thì bây giờ mà để mà phân tích về chất lượng mật như thế nào đấy thì cái này thì nói chung là mình phải phân tích. Chứ còn bây giờ mà cái thứ hai nữa là cũng phải quay mật ra thì mới cảm nhận được xem là cái mật này nó như thế nào, nó khác với mật ong nội như nào anh em ạ. Đấy, chứ còn hiện tại thì mình cũng chưa quay. Cho nên là để đây để vì là mục tiêu là phải lên kế mà anh em. Thực ra là mình muốn lên kế, lên một tầng sinh sản nữa. Thế cho nên chính vì vậy mà hôm nay mình mới phải cho ăn. Chứ còn thì nếu mà thực tế là để mà không lên kế tầng nữa thì là cũng không cần phải cho ăn đâu. Vì là nó đi làm buổi sáng ra là nó về phấn về phía cũng khá là ổn. Thế nhưng mà vì là mình muốn là nó đẻ nhanh, tốc độ nó lên để mình muốn lên một kế sinh sản nữa. Thế cho nên là đấy là cái lý do mà mình phải cho nó ăn anh em nhá. Đấy. Tất nhiên là cái gì thế thôi, mình đầu tư thì nó sẽ sinh lời, đúng không ạ? Thế cho nên là đấy là cái mà muốn nói với mọi người ngày hôm nay nhá. Thì rất là cảm ơn mọi người. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo nha mọi người nhé.